Hoàng Khánh Ngọc, sư mẫu đại diện Việt Nam đầu tiên tại Miss Universe và cuộc sống bí ẩn. Tưởng chừng Thùy Lâm là đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự Miss Universe, thế nhưng thực tế Hoàng Khánh Ngọc mới chính là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại đấu trường quốc tế này. Tuy nhiên, nữ sư mẫu thời điểm đó vướng ồn ào thi chui. Miss Universe, Hoa hậu Hoàng Vũ luôn được xem là đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì thế giới được tổ chức hàng năm. Việt Nam đã từng có nhiều đại diện được đề cử để tranh tài, nhưng chỉ có Thùy Lâm lọt top 15 với mùa giải năm 2008 được tổ chức tại chính sân nhà và Hờ Hanie ghi dấu ấn với top 5 chung cuộc của mùa giải năm 2018. Đến nay, công chúng vẫn luôn nghĩ rằng Hoa hậu Thùy Lâm là đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự Miss Universe. Tuy nhiên, thực tế, 4 năm trước, khi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2008 đăng quang, người đẹp Hoàng Khánh Ngọc đã đem chuông đi đánh xứ người. Hoàng Khánh Ngọc sinh năm 1985 tại Hải Dương. Năm 2004, cô dự thi siêu mẫu Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất nhờ sở hữu chiều cao 1m81 cùng phong cách trình diễn ấn tượng. Năm mà Hoàng Khánh Ngọc đăng quang cuộc thi siêu mẫu Việt Nam, khi đó cô mới 19 tuổi. Tuy không có danh hiệu tại cuộc thi nhan sắc trong nước, tuy nhiên Hoàng Khánh Ngọc sau đó vẫn bất ngờ trở thành đại diện Việt Nam với Miss Universe, Hoa hậu Hoàng Vũ Thế Giới trong năm 2004. Từ đó, Hoàng Khánh Ngọc trở thành mỹ nhân đầu tiên đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hoàng Vũ. Dù gặp nhiều khó khăn bỡ ngỡ khi lần đầu đem chuông đi đánh xứ người, nhưng Hoàng Khánh Ngọc cũng nhanh chóng ghi được dấu ấn với bạn bè quốc tế và giám khảo bởi sự trình diễn giao tiếp tự tin trước đám đông. Tham dự một cuộc thi đẳng cấp quốc tế ở tuổi đôi mươi, Khánh Ngọc nhanh chóng thích nghi và gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Dù đã cố gắng hết mình, nhưng trong cuộc thi năm đó, Khánh Ngọc không được gọi tên vào bán kết. Cô chỉ chiến thắng giải thưởng Best Cat Quốc, nữ hoàng sàn diễn nhờ có chiều cao 1m81 và số đo vóc dáng chuẩn. Gây ấn tượng tại quốc tế, thế nhưng trở về Việt Nam sau cuộc thi, Khánh Ngọc đối mặt với nhiều tranh cãi. Thời điểm đó, Hoàng Khánh Ngọc là người đẹp gây ồn ào vì sự có mặt của cô tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2004 không được bất cứ một cơ quan nào của Việt Nam cử đi. Được biết, cơ quan chức năng đã gửi ngay thông báo đến tổ chức Miss Universe rằng Hoàng Khánh Ngọc không phải là đại diện của Việt Nam. Trở về nước, Hoàng Khánh Ngọc phải trình với cơ quan chức năng và đóng phạt vì thi chui. Sự cố không được chấp nhận là đại diện của Việt Nam cũng xảy ra với cả Phạm Thu Hằng, người đẹp Hà Nội 2005 tham dự Miss Universe 2005. Sau 2 năm liên tiếp không lọt top và những bê bối kể trên, Việt Nam không có thí sinh dự thi Miss Universe 2006 và 2007 cho đến khi sự kiện Việt Nam đăng cai Miss Universe 2008 và chúng ta buộc phải có một đại diện chủ nhà là Thùy Lâm. Bỏ qua những lùm xùm không đáng có, Hoàng Khánh Ngọc vẫn được xem là đại diện đầu tiên của Việt Nam chinh chiến ở Hoa hậu Hoàng Vũ Thế Giới. Khi hoàn thành những thủ tục cần thiết vì chuyện thi chui, cô tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và khá đắt sau diễn thời trang và làm mẫu quảng cáo. Trở về sau cuộc thi, Hoàng Khánh Ngọc tiếp tục hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô trở thành khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn. Bên cạnh đó, Hoàng Khánh Ngọc cũng tiếp tục chinh chiến cuộc thi nhan sắc và cuộc sống nhiều thay đổi. Trải qua 4 năm rèn luyện, hoàn thiện bản thân, năm 2008 cô tiếp tục ghi danh ở Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Mặc dù từng chinh chiến ở quốc tế có bề dày thành tích và nhận được sự ủng hộ của nhiều người, nhưng Hoàng Khánh Ngọc năm đó chỉ dừng chân ở vị trí top 10, còn Nguyễn Thùy Lâm đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Đến năm 2009, mỹ nhân sinh năm 1985 bắt đầu dần vắng bóng trong làng giải trí Việt để sang Úc học tập và sinh sống. Từ thời điểm này, Hoàng Khánh Ngọc giữ kín mọi thông tin đời tư trước công chúng và rất ít sử dụng mạng xã hội. Vào năm 2005, Hoàng Khánh Ngọc từng về nước tham dự vài show thời trang, nhưng sau đó nhanh chóng sang Úc để tiếp tục cuộc sống. Dựa vào những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, có thể thấy nhan sắc Hoàng Khánh Ngọc ở tuổi U40 vẫn rất ấn tượng. Người đẹp để mặc mộc, ăn diện đơn giản. Sau thời gian ở ẩn, Khánh Ngọc từng trở về Việt Nam tham gia vài buổi biểu diễn thời trang. Nhan sắc mặn mà của Khánh Ngọc ở tuổi U40, thần thái của cô mỗi lần tái xuất đều gây sốt. Khánh Ngọc sống kín tiếng, hiếm hoi chia sẻ chuyện đời tư trước công chúng sau 18 năm chinh chiến quốc tế. Hoạt động người mẫu thêm 1 năm, Hoàng Khánh Ngọc chia tay làng giải trí để sang Úc học tập sinh sống. Từ khi ở ẩn, chân dài đình đám một thời khá kín tiếng chuyện đời tư. Chia sẻ về việc từ bỏ ánh hào quang, cô từng chia sẻ: "Thật tình lúc đầu tôi muốn tiếp tục giữ công việc đang làm ở Việt Nam, nhưng nghĩ lại 5 năm rồi, tôi cứ ôm đồm nhiều việc, có những thứ chưa hoàn chỉnh cũng không nhiều kết quả mỹ mãn. Tôi chọn việc học bởi nền tảng kiến thức luôn cần thiết trong bước đi của mỗi người. Chỉ một tuần nghỉ ngơi sau khi sang đây, tôi xin đi học tiếp tục ngành marketing yêu thích và từng đeo đuổi khi còn ở Việt Nam. Tôi vạch ra kế hoạch cụ thể mỗi ngày cho mình, luôn khởi đầu bằng việc thức dậy sớm để có mặt tại trạm xe buýt từ 8 giờ sáng. Cũng có những hôm tôi tranh thủ thì giờ đi bộ đến trường xem như bài tập thể dục cho việc giữ dáng. Nhờ thế tôi tìm ra thêm nhiều hơn đường đi về nhà gần hơn và đỡ mất thời gian hơn. Con đường về nhà cũng giống như hướng đi mà mỗi cá nhân chọn cho mình trong cuộc sống, hướng nào rồi cũng tìm được về đích, nhưng mục đích đó đạt được như thế nào mới là điều quan trọng. Tôi đang chọn con đường cho mình, chưa thể nói nó mang kết quả mỹ mãn cho cuộc đời tôi hay không, nhưng tôi vui trong từng bước đi, thư thả trong từng nếp nghĩ. Tôi đang đi và quyết tâm theo đến cuối đường." Sự chia tay với nghệ thuật của Khánh Ngọc khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Sau tất cả những hào quang cùng sự nổi tiếng, thứ cô mong muốn lại chính là cuộc sống bình yên nhẹ nhàng, tránh xa những ồn ào thị phi của làng giải trí. Không còn tiếng máy ảnh chớp nháy, không còn sức nóng của những bóng đèn pha rọi thẳng vào người, sư mẫu Khánh Ngọc hiện trở thành một công dân sinh sống và học tập ở Australia, từ giả nghề mẫu.